Xin được chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với video giới thiệu xe của Vạn Lộc Auto. Năm 2016, mẫu SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser đã ra mắt phiên bản nâng cấp với rất nhiều những thay đổi ấn tượng cả ở phần thiết kế nội thất và ngoại thất, mang đến một diện mạo mới hiện đại hơn. Ở phần động cơ, xe cũng được trang bị thêm rất nhiều những tính năng vận hành vượt trội. Tất cả những thay đổi đó đều được nhận được sự đánh giá rất cao của người tiêu dùng và đặc biệt là những khách hàng yêu mến thương hiệu Land Cruiser của nhà Toyota. Ngày hôm nay, Vạn Lộc Auto xin giới thiệu tới anh chị và các bạn mẫu xe Toyota Land Cruiser sản xuất vào năm 2016, form mới. Xe được trang bị ngoại thất đen và nội thất màu kem sang trọng của một chủ từ đầu tên công ty biển thành phố. Và chiếc xe này đã trải qua quãng đường 5 vạn km. Và để đặt hàng và sở hữu mẫu xe Land Cruiser 2016 của Vạn Lộc Auto thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của chúng tôi đã ghi ngay phía dưới màn hình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những thay đổi ấn tượng và khác biệt trên mẫu xe Land Cruiser năm 2016 so với phiên bản trước đây và cùng đánh giá chất lượng mẫu xe mà ngày hôm nay Vạn Lộc Auto đang chào bán. Ngoại thất của chiếc Toyota Land Cruiser năm 2016 bản nâng cấp hầu hết đều được làm mới, mang đến cái nhìn hiện đại hơn, góc cạnh hơn nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng truyền thống như sự mạnh mẽ, bề thế và vững chắc. Lưới tản nhiệt kiểu mới dạng ba nan nằm ngang kích thước lớn. Cụm đèn pha và đèn sương mù phía trước với thiết kế mới sắc sảo hơn, sử dụng công nghệ LED hiện đại mang đến khả năng chiếu sáng tối ưu. Cản trước và nắp capo cũng được thiết kế mới. Sang bên hông là bộ mâm 18 inch 5 chấu kép đi cùng bộ lốp Michelin. Gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp xi nhan báo rẽ và có chức năng sấy gương. Tiến đến phần đuôi xe, nổi bật nhất khi nhìn vào phía sau đó chính là cụm đèn hậu với thiết kế mới mẻ hơn, sử dụng công nghệ LED. Cản sau cũng được nâng cấp. Toyota Land Cruiser năm 2016 vẫn sở hữu khối động cơ V8 4.6, sản sinh công suất 304 mã lực, có khả năng làm nóng nhanh hơn khi khởi động nguội, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe vận hành ổn định và mạnh mẽ trên mọi địa hình, cả những địa hình phức tạp nhất. Hơn nữa, bảng nâng cấp này còn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Vạn Lộc Auto cam kết tất cả những mẫu xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bao test hãng, check hãng toàn quốc. Về phần nội thất, toát lên sự tiện nghi sang trọng của các chất liệu cao cấp. Cũng giống như ngoại thất, nội thất cũng được tinh chỉnh lại, chất liệu nội thất mềm mại hơn, hệ thống âm thanh hay hơn, các chi tiết và nút điều chỉnh có kiểu dáng mới, dễ sử dụng hơn. Hệ thống ghế ngồi cao cấp semi-airline 4 năm tuổi vẫn còn rất đẹp, da vẫn còn rất căng và sạch sẽ. Chức năng sửa ghế cho cả hai hàng ghế trước. Hộp lạnh tích hợp trong ngăn để đồ. Hàng ghế thứ hai sở hữu không gian rộng rãi và thoải mái. Hàng ghế thứ ba của xe gần như chưa được sử dụng lần nào. Một vài những trang thiết bị mới trên xe là màn hình LCD màu TFT 4,2 inch, ốp mịt trần nỉ màu kem cùng màu ghế da, vô lăng 4 chấu ốp gỗ và bọc da cao cấp chỉnh điện 4 hướng, tích hợp nút bấm điện thoại rảnh tay, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Land Cruiser bản nâng cấp năm 2016 được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense gồm hệ thống cảnh báo sớm va chạm, tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo xe chạy lệch làn đường, hệ thống đèn pha tự động. Bên cạnh đó là một số trang bị cao cấp như màn hình xoay, hệ thống quan sát phía trước, hệ thống quan sát điểm mù, hệ thống kiểm soát địa hình, cảm biến áp suất lốp. Để đặt hàng và sở hữu chiếc xe Toyota Land Cruiser sản xuất vào năm 2016 nhập Nhật, tên công ty xuất hóa đơn, một chủ từ đầu đi 5 vạn của Vạn Lộc Auto thì anh chị và các bạn hãy đến với salon ô tô chúng tôi tại địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm sản phẩm. Mức giá chào bán cho chiếc xe này tại Vạn Lộc Auto là 3 tỷ 320 triệu đồng. Có thương lượng cho anh chị và các bạn nào thiện chí.
Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ video của Vạn Lộc Auto. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.